Ông cỡ bún bún này. Chó mày nó ngon không ăn luôn. Ờ, mắc cỡ kìa. Làm giống gái quá vậy ta. Mắc cỡ kìa. Ôi, mắc cỡ kìa. Cho ta coi cái này, đẹp trai mà. Ngon luôn mà. Hello, xin chào cả nhà, xin chào kênh của anh Phú với kênh của em. Dạ, thì hôm nay rất là có duyên, rất là lâu rồi mới anh em mới hội ngộ lại, cũng uống một ly cà phê cô chú anh chị để nói chuyện. Thì trong lúc nói chuyện á, thì em có sực nhớ ra một cái hoàn cảnh cũng như một câu chuyện rất là hay. Hay ở đây là cái gì? Là hay ở đây để chia sẻ với quý vị khán giả, những mạnh thường quân, những cô chú anh chị có tấm lòng vàng để giúp đỡ, cũng như là một phần nữa là trợ duyên bắt nhịp cầu để cho một cái hoàn cảnh này. Mà hoàn cảnh này là có cha mẹ sinh ra ba người con, thì chẳng may vì nghèo khổ, người cha này là qua phần. Cũng chính vì cái nghèo khổ đó, người mẹ đã phải đi bán vé số, mà vì cuộc sống mưu sinh, không biết lý do như thế nào mà người mẹ này bán vé số hàng ngày, buôn bán mà đến nỗi không có thể dành ra được 5 phút, 1 phút nữa chứ đừng nói 5 phút, để thăm ba người con này. Người mẹ đó đi ngang nhưng mà không vô thăm ba người con này. Ba người con này hàng ngày phải quay quần với nhau, tối buổi tối ngủ á, trời mưa nó dột, gió nó lùa vô, thì ba anh em này ôm nhau rồi đắp chung một cái mền để ngủ. Mà nói lớn thì cũng không có gì để nói, cái này mấy đứa nhỏ nó nhỏ nhỏ không à. Một đứa lớn nhất thì nó cũng khoảng 12 tuổi, đứa kế cũng khoảng 10 tuổi, đứa út hết thì cũng khoảng 7-8 tuổi. Ba anh em, mà nó đặc biệt ở chỗ là đứa lớn với đứa giữa nó bị khờ, nó không biết gì hết. Tiền bạc nó cũng không biết, nấu cơm nó cũng không biết đó. Rồi mọi cái công việc á là nhờ vào cái thằng Út. Thằng Út 8-9 tuổi á, nó học lớp 3-4 á, nó là sáng nó đi học bắt nồi cơm, chiều về ví dụ có cơm rồi có gì ăn đó, xịt nước tương hay là muối hay này kia, ăn mì gói. Rồi bà cô á thì ở xa có gia đình rồi, thì cô thì lâu lâu cứ ngày hai ngày nấu có gì á, dở đồ ăn lại đó. Thì ba anh em hôm nay từ ngày ba mất tới giờ chắc cũng khoảng năm mấy á, cũng lây lất nhờ tình thương của những hàng xóm, người ta đem đồ ăn rồi người ta cho, cũng như em rảnh rảnh với em ôm gạo, em ôm sữa thì mì đồ á em gửi để cho những đứa bé đó nó sống qua ngày đó. Thì nãy giờ em chia sẻ cho anh Phú cũng như người em này một cái câu chuyện là như vậy, để có đúng như cái lời của em nói hay không thì chút xíu nữa thôi em sẽ ghim tính chị để cho anh Phú và người em trai này đi đến tận cái nơi, cái căn nhà nhỏ mà nơi mà ba cậu bé đang đùm bọc sinh sống với nhau mà không được sự tình thương của cha với mẹ đó. Thì chút xíu nữa anh Phú, quý vị khán giả sẽ xem cái câu chuyện, anh Phú sẽ quay cận cảnh cái nhà cũng như những đứa bé đang sống như thế nào, và anh Phú sẽ hỏi thăm những đứa bé. Vì quý vị khán giả sẽ trực tiếp nghe những đứa nhỏ kể cuộc sống hàng ngày, chúng nó sống nương tựa như thế nào. Thì đó là câu chuyện em chia sẻ trong cái video hôm nay. Thì anh Phú với đứa em chút xíu nữa cứ quay đi, em sẽ gửi cái định vị cho. Dạ Quân mến chào cô chú anh chị và các bạn đã quay lại với video tiếp theo của Quân. Thì hồi nãy cô chú anh chị mình cũng vừa nghe được cái câu chuyện của anh Trần Long Ẩn kể về một cái câu chuyện mà ba đứa bé trong một cái căn nhà tình thương. Ba mất tầm khoảng 2 năm đối với cô chú anh chị, mẹ thì bỏ đi cũng khoảng 4-5 năm rồi, không có nhìn nhận mấy đứa con. Hiện tại thì trong cái căn nhà thì có ba đứa nhỏ sinh sống thôi. Hằng ngày mẹ thì đi bán vé số chạy ngang qua luôn, nhưng mà không vào bên trong hỏi thăm con cái mình.
cái tình hình hiện tại bây giờ sống như thế nào, bỏ ba đứa con mình lơ lóc trong một cái căn nhà tình thương. Và Quân được anh Trần Long Bẩn chia sẻ là hai đứa lớn là bị bệnh kiểu như là đầu óc nó không có được thông minh, minh mẫn, không có biết về cái gì của chú anh chị, nấu nướng, nấu cơm hay là tiền bạc không có biết gì hết, chỉ nhờ vào đứa em Út. Thì Quân cùng với lại anh Phú sau một hồi chạy lòng vòng thì cũng tìm được cái ngôi nhà của ba đứa bé. Phía đây thì Quân thấy nhà để chữ là Đại Đoàn Kết Ủy ban Nhân dân Mặt trận Nước Hòa tặng. Chú ruột, thì bây giờ anh có thể kể cái hoàn cảnh ba cháu cho em với lại cô chú anh chị biết được không? Thì hồi đó là ba mẹ nó là trong thời gian á, mẹ nó cũng bỏ đi nay cũng mấy năm rồi. Còn là ba nó, ba nó bệnh mất luôn á. Rồi cái ở với bà nội, rồi bà nội mất, giờ còn có ba đứa đó. Với giờ cái cô ba thấy vậy, cô ba về nấu cơm nước cho nó ăn. Là chị của anh? Chị ba. Là anh thứ mấy? Thứ Út. Anh thứ Út, anh ở với bà cụ, thì bà cụ giờ cũng mất. Mất em rồi. Thấy là trên bàn thờ phải không? Bà cụ mất cũng mới đây ha anh, em thấy chưa giáp năm nữa. Cũng sắp giáp năm rồi. Là ba của cháu mất nay bao lâu rồi anh? Cũng năm mấy rồi ạ. Mất năm mấy? Là chưa 6 tháng hả? 6 tháng rồi. 6 tháng rồi là 2 năm mấy chứ? 2 năm mấy rồi chứ. Thì 2 năm mình mới 6 tháng chứ. Rồi em có nghe nói là mẹ bé đi bán số đi ngang đây thường bạn. Bán nhà chứ đâu vô đâu. Là không nhìn con luôn? Không. Là từ bao lâu rồi mà mẹ cháu bỏ? Nay mấy năm rồi, 2-3 năm gì rồi. Mà có rút mắt gì không mà sao kỳ vậy anh? Tự bỏ đi theo người ta vậy đó. À là giờ mẹ là cái dạng như là gia đình giờ là nó nghèo khổ quá là giờ chịu nổi giờ bỏ theo người khác? Không, tự nhiên nó đi vậy rồi ông anh nó buồn quá, nó nhậu quá rồi mới chết đó. À rồi giờ bỏ ba cháu mà em nghe nói á là hai cháu lớn á, thì bị dạng khờ khờ là khờ không biết gì hết à. Không biết gì hết. Rồi giờ á là cơm nước đậu này kia là một mình đứa Út. Đứa Út thì nay bao nhiêu tuổi rồi anh? Mười mấy tuổi. Con nay nhiêu tuổi? Con 12 tuổi. Giờ anh đứa con là nhiêu tuổi? Giờ anh hai con thì tới 15. 15. Rồi còn kế con? Dạ 13. Giờ gánh nặng gia đình giờ là con giờ gánh hết luôn cho hai anh đứa con. Rồi cho chú gắn cái nhất ha. Trò chuyện với ba cháu thì ở đây cái bàn cũng đây là cái bàn thờ của người cha mất ngay là cũng được 2 năm mấy rồi. Thì hoàn cảnh của ba cháu này cũng rất tội nghiệp của chú anh chị. Cái người em Út mà bây giờ phải lo cho hai người anh của mình. Thì hai anh của con á là bệnh vậy á là nay bao lâu rồi? Dạ, từ hồi lúc nhỏ. Từ hồi lúc nhỏ luôn. Dạ. Là mẹ của con á, chú cũng nghe nói là bỏ ba đứa con á là đi rồi cũng đi ngang đây rồi. Có vô ghé thăm cho tiền bạc gì tụi con không? Dạ không có vô. Đi ngang nhà luôn mà không có vô luôn. Dạ không có đi ngang, đi ngoài đường. À đi ngoài cái đường lớn hay không con? Dạ. Nghe rồi. Ba con nói là thôi chứ con không biết. Là con biết mặt mẹ con không? Ngồi đó nhớ gì hết. Dạ không quên luôn hả? Dạ mẹ không có lo nữa giờ quên luôn hả? Dạ. Rồi con có buồn gì không? Mà mẹ giờ không có nhận mình á, giờ con có buồn gì không? Buồn nhớ cha. Buồn nhớ cha, giờ mẹ là quên luôn rồi, giờ con không nhớ luôn hả? Rồi hai anh vậy đó. Thì con có thấy hai anh mình vậy đó thì con giờ tay con là chăm sóc con lo đó, giờ con có tuổi thân rồi, con có tuổi thân rồi, con có ước nguyện gì không? Ước là học giỏi để lớn lên làm có tiền lo cho hai mình phải không? Dạ. Lại kiều mình đưa máy quay thì anh con tên gì?
Anh hai thì tên Kha, Nguyễn Bài Kha. Còn, anh ba thì Nguyễn Hoài Thương, con Nguyễn Đăng Khôi. Nguyễn Đăng Khôi. Nguyễn Đăng Khôi tên đẹp quá ha. À, nhìn con thì cũng đẹp trai. Mà mới có 12 hay 13 tuổi vậy hả? Dạ, 12 tuổi. Mà bây giờ cô thì cô con lại là chỉ nấu cơm cho tụi con ăn thôi không? Vậy là cho tiền đi học. À, rồi cái công việc nhà là như giặt giũ đồ này kia đồ là bọn con giặt, cô bông nuôi xà bông. Là con giặt, con hay cô ba? Dạ, có lúc thì cô ba giặt nhiều đồ quá thì cô ba con giặt. À, nhiều quá thì cô ba giặt, còn ít ít thì tụi con giặt. Dạ. Hai anh con có phụ được gì con không? Có cái giặt đồ với đồ chén. À, vậy là cũng còn giỏi lắm ha. Nấu nướng gì không? Hai anh là cứ xí xô xí xào vậy hoài đó hả? Dạ. Rồi có khi nào mà mấy anh em gây lộn không? Cũng ít lắm. Ít lắm hả? Dạ. Rồi con làm như vậy nè, về hai anh con có lợi phá không? Có lợi phá không con. À, giờ con la đi không? Dạ đi. Đi hả? Cũng biết ha. Nói chung hai anh con thì giờ nó khờ khờ, nhưng mà cũng vẫn biết là phụ giúp cái chuyện nhà cho con. Dạ. Rồi tối là ba anh em ngủ trên đây vậy. Dạ, cái quạt có mình con. Còn à, hai anh con ngủ trong buồng. Hai anh con ngủ buồng, còn mình con ngủ đây. Dạ. Mà sao con bài dữ vậy? Bà các bạn quá. Sao bài? Sao bài quá trời vậy? Là cái cặp tép đó là của con đó hả? Dạ. Không ship mùng chứ không có ship mền đâu đó không? Rồi đi học về là bắt đầu cái bỏ tập ra ăn cơm xong rồi làm việc nhà. Rồi giờ thấy tội của chú gì, cha thì giờ ngồi trên bàn thờ hỏi bé thì giờ bé nói là giờ bé chỉ nhớ cha thôi, mẹ thì giờ mặt mày của mẹ giờ là bé cũng không nhớ nữa. Nhưng mà từ hồi lúc mẹ con đi là lúc đó con biết chưa? Dạ lúc đó còn mới lớp 3 nha, biết rồi. À, biết rồi. Biết mặt mẹ rồi, nhưng mà giờ mẹ đi rồi mẹ không có về đó. Giờ con không nhớ mặt mẹ luôn. Dạ. Nhưng mà mẹ con ở gần đây không? Hồi đó con ở đâu? Tân Bình. Tân Bình. Tân Bình là ở đâu? Chú không biết. Ở đây là thuộc xã gì? Này xã Đức Lập Thượng. Xã Đức Lập Thượng. Còn xã Tân Bình là gần đây không? Tân Bình ra ngang ngoài nghĩa trang. À, thôi chú cũng không biết luôn. Chú cũng thua luôn, không biết luôn. Thì con khi nào con cái cực khổ quá vậy nè, thì có khi nào con nghĩ con đi tìm mẹ không? Yeah. Không muốn tìm luôn. Yeah. Mà thí dụ bây giờ là mẹ con về nhìn con là con nhìn không? Chắc có nhìn. Nhìn lại không? Chắc không có. Cái gì cũng tình mẫu tử không? Yeah. À. Để cho chú đi tham quan vòng vòng nhà xíu ha. Dạ. Rồi con dẫn cho hai chú đi xíu đi. Đây thì giờ là cha thì ngồi với bàn thờ. Mẹ thì bỏ đi. Giờ hai anh con giờ đang dành ai hay dưới đây mà tự ngồi chờ đi. Ồ, trong buồng ở đây. Hai con ở đây. Hai anh con ở đây là trong buồng. Rồi sao con ăn mà con làm gì vậy? Trời ơi, đẹp trai mà. Trời ơi, có ẩm bún à. Ẩm bún cả ẩm bún bún à. Cá mẹ, ăn ngon không ăn luôn. Trời ơi, con mắc cỡ kìa. Trời ơi. Làm giống gái quá trời ta. Mắc cỡ kìa. Ôi, mắc cỡ kìa. Cho người ta coi cái này, đẹp trai mà. Ngon luôn mà, khỉ quá à. À, mắc cỡ quá hả? Ừ. Ừ, ngoài đây là cái cũng cái khuôn viên của nhà con luôn hả? Ừ. Chú biết của con hả? Còn ngoài đó có mấy tre đó là cái gì? Cái này hồi đó là cái chuồng bò. Hồi xưa là không giống là con bò. Dạ. Còn là không được bò. Bên đây là của chú con. Nhúc trời. Nhúc trời. Nhúc trời. Nhúc trời. Vậy tối có đi tắm câu đồ gì thêm không? Út con cắm. À, chú Út cắm là con đi theo chơi thôi không? Con đi rồi Út con đi theo có Út không? Được. Rồi anh con khóa chú ra khóa cửa lại nhốt chú cháu mình luôn rồi.
Cho chú vô đi. Cho chú vô đi. Ôi. Trời ơi, lâu lâu mới gấp té cái tới cái ổng mừng ổng dẫn nè. Ngủ. Ngủ luôn hả? Ừ, ngủ luôn. Rồi bớt tôi gọi đâu ăn mà ngủ. Đúng rồi. Ngủ không? Ngủ luôn. Ủa sao là con chú thấy nhà con luôn chó quá trời vậy? Chó đẻ. Là phải con đúng rồi, quá rồi giờ gạo đâu mà cho nó ăn? Ăn không thừa hả? Nấu là dư để cho chó ăn được hả? Dạ. Cho dưới nhà. Rồi bớt đi. Hả? Trời ơi, mới bán. Bán hả chứ không phải sao hả? Dạ. Ờ, biết sinh ra đó ta. Bán chó luôn này, con này giờ chưa con bán nhiêu con? Bán 100.000 con. 100.000 con. Lỗ không? Cô ba kêu bán vậy thôi chứ. Cô ba kêu bán vậy hả? Dạ. Thôi chú bán cho chú hai con đi ha. Được không? Dạ. Thì cô ba kêu bán 100.000 con thì bán cho chú 200 con 200.000. Bán ngàn. Sao rồi? Bán ngàn à. Hả? Phải không? Không bán. Giờ tặng không ha? Sao vậy? Giờ cô qua dặn bán bán 100.000 con thì bán chú hai con. Thôi để nuôi được rồi. Để nuôi được rồi. Để nó bự quá bán hả? Quá trời vậy. Vậy nuôi quá trời vậy đầu đạt con bỏ gì nó vẫn tha sao? Không tha chú nghe. Không có tha hả? Thiệt đâu á? Vậy chứ. Giờ không bán luôn. Trời ơi, nuôi nổi không? Nổi lắm. Kìa. Đó. Cô nhìn ra. Ở chỗ đó. Cầm anh nghe. Bây giờ hai chú đi ngang rồi biết cái hoàn cảnh hai con vậy là có một cái người mạnh thường quân á gửi cho con 200.000 mua đồ ăn. Con cảm ơn mạnh thường quân, cảm ơn chú. Dạ con cảm ơn mấy chú mạnh thường quân. Cô mạnh thường quân. Cô mạnh thường quân. Để giúp cho em của con. Đã giúp cho anh em có tiền mua đồ ăn. Chú thì cũng không có nhiều, thì giờ chú gửi vậy chú đăng tải này, ví dụ giờ bà con cô bác á có thương cái hoàn cảnh ba anh em tụi con á thì có gửi thì chú chuyển cho tụi con. Rồi bây giờ là anh con ăn cơm, mà con ăn chưa? Chưa. Chị nào cũng mới ăn lắm rồi không ăn hả? Dạ. Rồi để chú ra ngoài chú trò chuyện rồi chú còn chưa đây này con giữ đi, chị nào cô ba con á lại đó thì con đưa cô ba con á cắt rồi mua đồ ăn cho tụi con. Dạ. Rồi. Cái này em thấy mấy bé ghim điện gì quá trời luôn nè anh Phúc. Trời ơi. Thì con ghim điện gì thì con bỏ rồi chó nó chạy tùm lum sao? Không sao chú ơi. Hả? Không sao chú. Được không? Được. Hứa uy tín à? Ừ. Hả? Thì con mới chơi thôi chú. Trời ơi, nó ghim điện của chú anh chị. Điện quá trời luôn. Con ra ngoài luôn à. Không á, ra đây không? Yeah. Con lo này nãy anh nói là mấy năm ta? 2-3 năm gì rồi. 2-3 năm rồi. Mà bỏ đi trước anh chết mà. Rồi anh như sắp tới đám giỗ luôn rồi. Sắp tới đám giỗ vậy là 3 năm á anh Phúc. Ừ. Anh mất vậy là về hồi cái lúc anh mất á kiểu như vậy trời ba đứa làm gì vậy không? Không về luôn. Không về. Mà cháu nói là chị ở xã Tân Bình á là nó làm nghe không anh? Qua cánh tay xa. Qua cánh tay xa lúc mà ngoài. Rồi qua cánh tay là nó gần gần về tới em ơi. Nghe nói chị cũng có đi ngang ngoài đường lớn nè. Cũng đi ngoài đường. Nhiều khi cũng nghe nói vậy thôi chứ cũng chưa thấy. Không gặp luôn, không gặp. Đời nào từ hồi đi giờ tôi cũng không gặp luôn. À. Rồi có về tôi cũng không cho về nữa. À, cái lúc mà anh mình á vậy là giờ bỏ đi rồi giờ tức không có về không?
Thì miếng đất này hồi xưa là bên bác chia cho đó chia cho là nhà ở bên kia rồi cái rồi bán rồi bà già mới qua đây bà mua 10 mét để cho ông anh miếng đất cắt nhà. Là bây giờ kiểu như là chia cho anh một phần là anh trai anh phần. Thì giờ là giờ còn ba cháu thì giờ ba cháu nó ở bên đó. Ở bên đó. Cái nhà đó thì em thấy cũng là xã cho phải không? Xã cho. À em thấy để có để cái bảng đó. Thì giờ chị ba thì tới lưu đây cũng thương ba cháu tới lưu đây chăm sóc. Chị ba chị ruột không? À. Thấy ba cháu cũng tội nghiệp quá. À, nói chung giờ em được ông anh ông giới thiệu vô thì cũng có cái mạnh thường quân đó là gửi cho xuất đỉnh này chứ không có nhiều. Giờ em đang đãi cô chú nào có thương thì gửi thì em đem tới em cho mấy cháu. Thôi giờ em cũng cảm ơn anh Út chúc anh mấy cháu sức khỏe. Anh ở đây thì cũng dòm có mấy cháu mà dòm chứ trời mà giờ chỉ có thằng em Út á là nó còn đi học nó làm lại rồi nữa chắc chọn đi học rồi cho nó bị nó giờ nói chung là điện tử giờ nó mới chưa biết gì mà giờ tự nó làm hết ra được luôn. Đúng rồi, hồi nãy là cháu bài vào một nhà em hỏi đó, nó nói làm hay lắm, những cái đồ nào hư á là cháu nó sạn ra cái đó. Cây đèn năng lượng mặt trời tôi đó nó hư mà nó hàn nó chấm sao một lần có sao bảy mấy là hết giờ chạy tới 1-2 giờ đêm mới hết không. Vậy tính ra bé nó có khiếu anh Phúc. Đúng rồi em. Dạ nó có khiếu. Rồi là cái đèn của anh là nó cháy anh nói là tới 6 giờ. 6 mấy 7 giờ là mà lu àm lại là tối thui à. 6 giờ tối hả anh? Cái cháy chừng tí xíu à, cái từ bữa sửa là giờ sau giờ cháy tới 20 giờ. Ông chế tạo, ông chế tạo dữ ha. Còn hai ông lớn này thì thôi giờ là chỉ cười cười và giặt đồ phụ rồi nấu cơm rồi ha. Ông lớn này chịu làm chứ kia đi không vậy đó. Ông lớn mắc cỡ. Ông giải đùng đùng với tôi con ăn với đùng. Đây là cái nhà bên đó là tôi chuẩn bị cũng là cái nhà của bên ủy ban á, cất nhà đại đoàn kết. Cái nhà này cất lâu chưa anh? Cũng lâu rồi. Thấy cái đứa em rất ngoan anh ạ. Chung thì giờ ráng cho nó ăn học cái này tới chốt nữa nuôi hai anh nữa chứ. Dạ. Chứ giờ cô ba giờ cũng đâu có nuôi hoài được đâu. Thì giờ nếu mà có khả năng thì nuôi cháu cho nó đi học đại học cũng được. Không ấy thì mình cho nó ra mấy cái tiền điện tử đó cho nó học nghề. Thì cho nó học nghề nữa. Nếu mà nó không học ấy thì cho nó đi học nghề nữa. Rồi ở đây thì anh đi tối đi cắm câu rồi hả? Tối đi cắm câu. Cá nhiều không anh? Cắm nói chung tối qua thì đêm nào cắm 7-8 ký. Đấy. Còn tối này được 10 ký. Nhiều điện thiết? 120-130 Ủa sao cá đồng mà rẻ vậy ta? Bự mà sao rẻ vậy? Bự, lớn nè. Vậy là một đêm anh kiếm chúng ta triệu mấy rồi. Hôm nay là triệu hai rồi. Trời ơi. Trước giờ chắc tôi anh em bỏ quay lên đây cắm câu á. Lên thấy dành đường hàng của anh á. Tôi cắm tùm lum, mới cắm ở dưới hồ thạnh tùm lum chỗ á nè. Là anh đi chạy tùm lum chứ không phải là cắm một chỗ hả? Chỗ đâu. Hủ thạnh là nó dám như bên lứt rồi. Thì cắm tới công quyền đó. Chu tép tùm lum đó là một đêm là mình cắm chỗ này đêm mình có giờ cái mồi của mình cắm là mồi gì anh? Cá nhái hả? Là cái chi phí một đêm là mình bỏ tiền xăng tiền ăn uống ra thì chắc cũng hết mấy trăm ngàn hả? Cũng 200 mấy. Hai mấy thu nhập lại lên hơn nữa thì hơn được triệu hai trừ hai mấy thì cũng được còn được 700-800 mấy đi.
đủ kiếm tiền mua sữa rồi. Hai đứa nhỏ em phải làm kiếm sữa quá trời. Giờ anh Tấm là chắc cũng có cho cá cháo đồ ăn ha. Có. Ông này thì ổng mắc cỡ ít, còn ông lớn rồi. Mắc cỡ ông quậy đồ nặng hơn ông nhỏ này ha. Ông nhỏ này ổng còn biết cái khuôn mặt của ông lớn này thôi, ông cũng nhờ nó cũng như sáng rồi đi bán cá rồi đó, không ai chừng hai nhỏ nói chừng không với ai. À, là ông nhỏ này ông chừng. Ừ. Ừ, cũng đỡ. Giữa. Cũng đỡ. Phát không? Không. Không phát. Giờ ông lớn với ông phát? Không luôn, không ai phát. À. Nói gì nghe nói vậy thôi. Điều nó nói là mình có tiếng được tiếng không, mình không nghe vậy đó, không hiểu. Khờ từ nhỏ luôn mà. Thì anh bên đây cũng nói chung cũng không khá giả gì, cũng không giúp gì được cho hai cháu nhiều không? Nhà cửa vậy em thấy là cũng nó cũng sụp luôn. Thôi hai anh em cũng cảm ơn anh ha. Giúp cho anh em biết thêm về cái cuộc sống của ba cháu. Cảm ơn anh rất là nhiều. Thành thật thì khi mà Quân cùng với lại anh Phú đến đây ghi hình và chia sẻ của người chú của ba đứa bé thì mình rất là thương và không biết cái lý do vì sao mà người mẹ lại đành đạn bỏ ba đứa con bơ vơ trong một cái căn nhà như thế này. Thật sự ra thì mình cũng không hiểu cái vấn đề nằm ở đâu. Thì Quân cũng cảm ơn cả nhà và ông bà cô chú anh chị mình đã đồng hành để xem video. Nếu có đóng góp về cái hoàn cảnh của ba bé trong cái căn nhà này thì liên hệ cho Quân, Quân sẽ trao lại cho mấy bé. Cảm ơn bà cô chú anh chị mình đã xem video. Hẹn cả nhà mình ở video tiếp theo ạ.